Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Nền kinh tế trong nước có những khó khăn thách thức khi lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục có xu hướng tăng. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai, Chi Cục Thuế đã nỗ lực phấn đấu đạt được một số kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn hai huyện đạt hơn 958 tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán pháp lệnh và bằng 43,7% Hội đồng Nhân dân huyện giao. Năm 2023, Chi Cục Thuế Thạch Thất Quốc Oai được thành phố giao thu ngân sách nhà nước 1.715,86 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân 2.182,8 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu cao rất khó thực hiện. Nguyên nhân do năm 2023, Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, gây ảnh hưởng số thu ngân sách về tiền sử dụng đất. Các doanh nghiệp nợ thuế đã cưỡng chế hóa đơn, không có dòng nộp tiền ngân sách nhà nước. Chi Cục Thuế xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các mặt công tác khác là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm 2023, Chi Cục Thuế đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2023. Triển khai quyết liệt kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, Cục Thuế luôn chú trọng công tác kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức toàn ngành về việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ, tăng cường tổ chức kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, thái độ, tác phong làm việc, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trên địa bàn, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Công tác hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được chuyển dịch từ việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang hỗ trợ trực tuyến. Nhờ đó, cơ quan thuế đã kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc của người nộp thuế để giải quyết kịp thời. Năm 2023, Chi Cục Thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai được giao chỉ tiêu thu ngân sách cũng rất là cao. Thành phố giao dự toán pháp lệnh là 1.715,8 tỷ. Hội đồng Nhân dân hai huyện giao nhiệm vụ thu ngân sách là 2.192,8 tỷ. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chi Cục Thuế đã thu được vào ngân sách được 56,5%. Và nếu trừ tiền sử dụng đất thì thu được 57,5%. Và đặc biệt là đối với thu lĩnh vực ngoài quốc doanh thì đạt được 74%. Trong đó trên địa bàn của huyện Quốc Oai đạt 73% dự toán pháp lệnh và Hội đồng Nhân dân giao. Địa bàn Thạch Thất đạt 75% dự toán pháp lệnh và dự toán Hội đồng Nhân dân giao. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái nguồn thu cũng đạt kế hoạch còn thấp, như là thu từ nguồn phi nông nghiệp, các khoản thu từ phí, lệ phí trước bạ. Đó là do cũng có nhiều khó khăn của năm 2023 và đặc biệt là những cái chính sách miễn giảm, ưu đãi. Từ đó là cái nguồn thu từ cái lệ phí trước bạ do các chính sách miễn giảm cũng giảm, và đặc biệt là cái khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt đối với thị trường bất động sản. Từ đó cái nguồn thu từ cái khoản thu từ đất cũng gặp nhiều khó khăn. Và từ đó thì cái kết quả vẫn đạt được trên 56,5% trong 6 tháng thì chúng tôi cũng đánh giá đó là một cái sự hết sức là cố gắng, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Thuế cùng với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai, cùng với sự nỗ lực tập trung chỉ đạo và sự nỗ lực của cán bộ công chức ngành thuế
cùng với sự phối hợp với chính quyền địa phương, các phòng ban, đặc biệt là sự cố gắng vươn lên, vượt khó của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, để từ đó là 6 tháng đầu năm cũng đạt được tỷ lệ là 56,5%. Đó là một cái kết quả của 6 tháng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và nguồn thu ngân sách đã đạt được cái mục tiêu đặt ra. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cấp các ngành, Chi cục thuế khu vực Thạch Thất, Quốc Oai đã đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trong thu ngân sách nhà nước. Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, Chi cục đã triển khai các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng theo quy định. Các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực tài chính từ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn để xoay vòng vốn, thúc đẩy và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo các đội thuế rà soát diện hộ, khai thác nguồn thu phát sinh trên địa bàn như hộ phát sinh mới, thực hiện điều chỉnh doanh thu, mức thuế ngay từ đầu năm của hộ kinh doanh sát với tình hình thực tế kinh doanh nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 toàn khu vực đạt hơn 958 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán pháp lệnh, đạt 43,7% Hội đồng Nhân dân huyện giao. Trong đó, huyện Thạch Thất thu đạt hơn 569,9 tỷ đồng, huyện Quốc Oai thu đạt hơn 388,7 tỷ đồng. Một số khoản thu sắc thuế đạt kết quả cao là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế đất, tiền sử dụng đất, thuế tài nguyên, phí lệ phí trước bạ, v.v. Để đạt được kết quả trên, Chi cục thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được biết, hưởng các chính sách gói hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng dẫn triển khai thực hiện của Tổng cục Thuế, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tạo ra nguồn thu bền vững. Công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, cùng với hoạt động hiệu quả của bộ phận một cửa tại Chi cục đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Công tác quản lý, kê khai, kế toán thuế đối với người nộp thuế được thực hiện chặt chẽ, thực hiện nhận, nhập tờ khai đầy đủ, kịp thời vào ứng dụng TMS, xử lý các tờ khai lỗi tồn trên trục truyền tin, lỗi không hạch toán được vào hệ thống TMS, rà soát đối chiếu, điều chỉnh dữ liệu nợ sai trên ứng dụng. Số tờ khai đã nộp trong 6 tháng đầu năm là 4.747 trên 4.870 tờ khai phải nộp, đạt tỷ lệ 97,5%. Chi cục thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra theo phương thức điện tử, nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế ngay tại cơ quan thuế. 100% các doanh nghiệp đều được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định kiểm tra. 6 tháng đầu năm 2023, hoàn thành 153 cuộc, đạt 48%. Số tiền truy thu và phạt là 14,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ 4,6 tỷ đồng, giảm lỗ hoàn 52,1 tỷ đồng. Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn giảm thuế được thực hiện theo đúng quy định của luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy trình hoàn thuế. Hiện tại tiếp nhận hoàn giá trị gia tăng 100% theo phương thức điện tử. Các quyết định hoàn thuế, lệnh hoàn thuế đều thực hiện theo phương thức điện tử theo đúng quy định. Hoàn thuế giá trị gia tăng trình lãnh đạo Cục Thuế ban hành 9 quyết định. Số tiền được hoàn là 46,42 tỷ. Hoàn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm đã xử lý hồ sơ ban hành quyết định hoàn thuế 723 hồ sơ, số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Công tác miễn giảm thuế cũng được Chi cục quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm 2023 đã ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất đối với 8 hồ sơ, số tiền 1,1 tỷ đồng.
quyết định miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp các hộ có số thuế nộp dưới 50.000 đồng đối với 40.896 hộ, số tiền 1,3 tỷ đồng. Quyết định miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các hộ chính sách, người có công 4.652 hộ, số tiền 305 triệu đồng. Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm giờ khai nộp thuế. Công tác rà soát và quản lý đối tượng nộp thuế được thực hiện kịp thời. Quy trình quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của Tổng cục Thuế. Đồng thời, Chi cục thuế đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đã đầy đủ thủ tục. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt trên 99%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 90%. Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hướng tới người nộp thuế với 3 trụ cột cơ bản của chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tập trung hiện đại hóa công tác thu nộp, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các nền tảng, hình thức ứng dụng mới như chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, cổng thông tin thương mại điện tử. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách, đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính thuế. 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục thuế đã niêm yết nội dung, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để người nộp thuế kịp thời phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật thông báo kịp thời những thủ tục hành chính thuế mới ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ tại bộ phận một cửa. 6 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế, gồm hồ sơ thuế các loại tại bộ phận một cửa 15.271 hồ sơ, hồ sơ về đất đai 3.932 hồ sơ, hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 36.822 hồ sơ, hồ sơ qua ứng dụng Internet hỗ trợ kê khai là 38.943 hồ sơ. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Nên ngay từ đầu năm, Chi cục thuế đã chú trọng giao nhiệm vụ thu nợ, giảm nợ tới các đội thuế và từng cán bộ quản lý. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân hai huyện thành lập ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng, đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ theo quy định, quy trình. Tập trung vào các đối tượng có số nợ lớn và các khoản nợ có khả năng thu. Kết quả, đã thu và xử lý nợ năm trước đạt 42,5 tỷ đồng, trong đó Thạch Thất 20,8 tỷ đồng, Quốc Oai 21,7 tỷ đồng. Việc quản lý hộ kinh doanh được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch, công bằng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường sự kiểm tra, sự phối hợp tốt với Hội đồng Tư vấn Thuế, các xã, thị trấn trong công tác quản lý thuế. Từ đó, công tác quản lý hộ kinh doanh ngày càng được nâng cao. Quản lý chặt chẽ và hướng dẫn các hộ sử dụng hóa đơn kê khai, báo cáo đầy đủ và nộp thuế kịp thời vào ngân sách, không để nợ đọng kéo dài. Chi cục thuế rà soát dữ liệu các hồ sơ giải thể hộ kinh doanh có trạng thái 03. Kết quả, Chi cục đã xử lý được 61,45% hồ sơ. Công tác quản lý các khoản thu từ đất được Chi cục quyết liệt thực hiện. 6 tháng đầu năm, Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã tuyên truyền vận động 810 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản kê khai theo đúng giá trị thực tế chuyển nhượng. Số hồ sơ kê khai lại tăng giá trị chuyển nhượng là 504 hồ sơ, với số thuế tăng thêm là 993,8 triệu đồng. Những tháng cuối năm 2023, Chi cục thuế Thạch Thất Quốc Oai sẽ tập trung đẩy mạnh chống thất thu thuế, đặc biệt ở các lĩnh vực rủi ro cao, đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, chuyên đề chống gian lận hoàn thuế, gian lận hóa đơn điện tử. Cả năm 2023 là một nhiệm vụ phía trước còn rất là nặng nề. 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2.115,8 tỷ thì cần một sự hết sức là quyết liệt, quyết tâm của cán bộ công chức
chi cục thuế khu vực, và đặc biệt là có những cái giải pháp cụ thể bám sát cái sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành thuế, của lãnh đạo hai huyện, triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đó tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp cùng nỗ lực vươn lên và tuân thủ các cái chính sách pháp luật thuế, từ đó là đóng góp vào ngân sách nhà nước. Và đặc biệt những cái giải pháp đối với trong cán bộ công chức chi cục thuế là phải bám sát vào các cái nguồn thu, đầu thu, tăng cường cái công tác kiểm tra để thu hồi, truy thu các cái khoản thu còn nợ động, các khoản kê khai chưa kịp thời. Và đặc biệt là rà soát các nguồn thu, kiểm đếm các hộ kinh doanh, từ đó đưa vào quản lý sát các cái hộ kinh doanh với cái doanh thu thực tiễn để nâng cao cái nguồn thu ngân sách, và triển khai các cái đòi các cái nguồn thu từ nợ động của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, để từ đó là khai thác các cái nguồn thu đảm bảo cái số thu ngân sách. Bên cạnh đó nữa thì chi cục thuế khu vực cũng cần tham mưu với các lãnh đạo của các huyện để khai thác cái nguồn thu, thu hút các doanh nghiệp về đầu tư và kê khai thuế tại địa bàn, để từ đó có cái nguồn thu ổn định nhằm đảm bảo cái số thu hàng năm. Và đặc biệt là số thu của 6 tháng cuối năm để hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách 2023. Bên cạnh đó thì ngành thuế cũng triển khai một cách đồng bộ các cái giải pháp cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, rồi là đưa các cái kỷ luật, kỷ cương và tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả, để từ đó là cán bộ công chức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, thực thi cái nhiệm vụ để nhằm hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ công chức chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhất trí, chủ động sáng tạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế được giao năm 2023. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.